Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình sẽ có những nội dung chính. Tăng cường xúc tiến thương mại cũng như mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, những giải pháp đang được gấp rút triển khai để tìm đầu ra cho mặt hàng nông sản Việt Nam. Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp vẫn chưa đạt kết quả như mong đợi. Đâu là nút thắt cần được tháo gỡ cho thực trạng này? Cơ hội dành cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga và các nhà xuất nhập khẩu Việt Nam khi Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu chính thức được ký kết. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật trưng cầu ý dân. Theo tờ trình về dự án luật trưng cầu ý dân của Hội Luật gia Việt Nam, việc ban hành luật trưng cầu ý dân là nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, là phương thức để người dân trực tiếp thể hiện ý chí và quyền lực đối với các vấn đề quan trọng của đất nước trong từng thời điểm cụ thể. Ngoài các quy định về cơ quan chủ trì, quyền và nghĩa vụ cử tri, trình tự thủ tục trong dự thảo luật, tờ trình cũng đề cập đến những vấn đề còn ý kiến khác nhau, như là vấn đề nào thì đề nghị trưng cầu ý dân, phạm vi của trưng cầu. Trong báo cáo thẩm tra trình bày sau đó, Ủy ban Pháp luật Quốc hội nhận định, dự án luật đáp ứng các yêu cầu theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và cơ bản tán thành với nội dung tờ trình. Trước đó, trong phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dù còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với dự luật trưng cầu ý dân, coi đây là bước tiến trong thể hiện quyền dân chủ của nhân dân, kịp thời thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam. Thời gian thông tin tuyên truyền trưng cầu ý dân, các một điều. Trong cuộc họp báo chiều qua, trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả 5 tháng đầu năm, xuất khẩu nông sản của nước ta đều giảm cả về kim ngạch và sản lượng so với năm 2014, đặc biệt là giải pháp nào nhằm tiêu thụ vải thiều khi loại trái cây này đang bước vào mùa thu hoạch. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, việc xúc tiến thương mại cũng như mở rộng thị trường để tìm đầu ra cho mặt hàng nông thủy sản đang được triển khai gấp rút. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, thì lý do khiến xuất khẩu nông sản gặp khó khăn là do hiện nay những thị trường lớn, thị trường chính của chúng ta như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản sụt giảm nhu cầu. Trong khi một số thị trường nghĩ rằng rất tiềm năng thì chưa phát huy được. Còn biện pháp làm thế nào để tăng kim ngạch xuất khẩu thì không phải đến giờ chúng ta mới bàn, mà việc này Bộ Công Thương đã được Chính phủ giao làm đầu mối, phối hợp với các bộ ngành để có những biện pháp từ rất lâu. Chúng ta cũng đã ký với cái thị trường của Hàn Quốc. Chúng ta trong mấy ngày nữa thôi thì đoàn Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ chứng kiến và đã ký cái hiệp định với Liên minh Á-Âu. Rồi là chúng ta cũng thời gian rất gần, có thể tháng 6 là ký với cả EU, và rất hy vọng là trong thời gian gần nhất là ký được cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Thì cái đó nó mang những lại cái lợi ích hết sức là lớn cho các cái mặt hàng của Việt Nam, trong đó có mặt hàng nông sản. Ví dụ nếu mà chúng ta ký được với Hàn Quốc vừa qua thì rất nhiều các mặt hàng là cái thuế suất đưa vào cái thị trường này là xuống thành không. Về mặt hàng vải thiều, ông Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, nếu như những năm trước chúng ta xuất khẩu khoảng 60-70% sang thị trường Trung Quốc, thì đến năm ngoái tỷ lệ xuất khẩu mặt hàng này chỉ còn 40-45%. Và hiện nay, Bộ Công Thương đã tập trung tìm kiếm những thị trường mới, mở rộng thị trường trong nước và đưa vào nhiều tỉnh thành phố phía Nam, nơi người dân chưa có điều kiện thưởng thức vải thiều với giá cả hợp lý. Vụ vải thiều thực ra nó rất ngắn thôi, cho nên là cần phải rất nhanh chóng để có thể đưa vào các tỉnh thành trong phía Nam. Thế còn phía ở nước ngoài thì cũng xin báo cáo là chúng tôi đã có hẳn một cái chương trình do tổ chức xúc tiến nhập khẩu của chính phủ Hà Lan tài trợ là đưa cái mặt hàng vải thiều vào các nước EU, đặc biệt là các nước ở ngay như Hà Lan, Đức. Ông Đỗ Thắng Hải cũng cho rằng để thúc đẩy xuất khẩu nông sản, việc quan trọng nữa là phải nâng cao chất lượng hàng hóa. Thực tiễn vừa qua cho thấy, nhiều sản phẩm của chúng ta được các đối tác nước ngoài đón nhận, nhưng chỉ vì một số sản phẩm có chất lượng không tốt nên làm nhiều doanh nghiệp khác có sản phẩm tương tự nhưng không ký được hợp đồng. Vì vậy, ông Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, việc này không những Bộ Công Thương mà các đơn vị, địa phương, các bộ ngành khác đều phải cùng có trách nhiệm. Như lời của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải trong cuộc họp báo chiều qua, năm nay, mặt hàng vải thiều sẽ được thúc đẩy tiêu thụ ở trong nước. Còn về xuất khẩu, bên cạnh thị trường Trung Quốc thì Việt Nam sẽ mở rộng xuất khẩu vải thiều sang các thị trường khác. Và một tin vui là không lâu nữa thì những quả vải tươi đảm bảo chất lượng sẽ đến được tay bà con kiều bào tại Mỹ và Australia.
những lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam sẽ được chiếu xạ và xuất khẩu sang thị trường Mỹ sau 2 ngày nữa, tức là vào ngày 30 tháng 5 tới đây. Tiếp đến, ngày 10 tháng 6, một lô vải khác cũng lần đầu tiên được xuất khẩu sang Australia, và từ đó các doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang cả hai thị trường nói trên. Trước đó, cơ quan kiểm dịch động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ đã chấp nhận kết quả xây dựng bản đồ liều lượng chiếu xạ cho vải thiều của Việt Nam. Với kết quả này, vải thiều Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ và Australia từ mùa vụ năm nay. Cùng thời điểm hàng nghìn tấn vải tươi các tỉnh phía Bắc chờ cơ hội được chọn lọc để xuất khẩu sang Mỹ và Australia, thì những vườn vải chín sớm tại Tây Nguyên trong tháng 5 này cũng được thị trường trong nước, nhất là các tỉnh thành phía Nam săn đón. Cây vải tuy mới được đưa vào trồng tại Đắk Lắk hơn 10 năm nay, nhưng những hộ trồng vải đã có được nguồn thu khá cao và ổn định. Theo người nông dân thì nếu phát triển một cách hợp lý, cơ hội tăng thu nhập cho người trồng vải sẽ còn rộng mở. Chuyến xe chở những thùng quả cuối cùng lăn bánh, khép lại vụ thu hoạch vải thắng lợi của gia đình ông Nguyễn Duy Tiên ở xã Ea Kli, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Là vụ vải thứ 5 tính từ khi trồng, vườn vải chín sớm đã đem về cho gia đình ông một nguồn thu đáng kể. Đầu vụ thì tôi bán cái giá 45, nhưng mà giờ như vậy là cuối vụ rồi kết thúc thì nó được cái giá là dưới 30. Nhưng mà tôi đang tính là như vậy bình quân một hecta là như vậy là chắc ăn là cứ cỡ 15 tấn trên hecta thì là nông dân có thể là làm được. Thì có thể là thu hoạch là như vậy là bình quân hàng năm cứ cỡ độ khoảng trên dưới 400 triệu. Tại huyện Krông Park, nhiều vườn vải nhờ thâm canh đúng kỹ thuật đạt sản lượng tới 16 đến 18 tấn trên một hecta. Người trồng vải lãi ròng từ 400 đến 500 triệu đồng trên một vụ. Thu hoạch càng sớm, giá bán càng cao. Và nhiều năm nay, thị trường tiêu thụ vẫn luôn ưu ái cho những người trồng vải. Riêng cái vải chín sớm ở Tây Nguyên này thì thường thường là vào vụ là hơn ở ngoài vùng Bắc Giang hoặc là ngoài những vùng vải lớn của Việt Nam mình. Thì gọi như là mình thường thường là mình thu được khoảng 10 ngày. Là sống 10 ngày thì ngoài đó mới có. Thì giá cả rất chỉ là ổn định. Không chỉ đem lại thu nhập cao cho người trồng, vào mỗi vụ thu hoạch, những vườn vải còn giải quyết được việc làm cho hàng trăm lao động phổ thông nhàn rỗi tại địa phương. Thu nhập được 150 một ngày, nói chung là cũng được. Nhưng mà nếu mà được cả năm ấy thì tốt, nhưng mà nó chỉ được chục ngày thôi. Lợi nhuận khá hấp dẫn từ cây vải trong các năm qua đã thu hút sự quan tâm của người dân tại địa phương. Nhiều hộ nông dân cũng đã tính toán mở rộng diện tích cho loại cây trồng này. Nếu như khai thác được lợi thế chín sớm, cơ hội tăng thu nhập cho người trồng vải sẽ còn rộng mở. Với là điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, thời tiết, người ta khẳng định rằng là ở Tây Nguyên là trồng vải chín sớm này có hiệu quả kinh tế và ổn định. Nhờ khai thác được lợi thế chín sớm, cây vải ở Tây Nguyên đã đem lại cho những người nông dân những mùa quả ngọt. Điều này cũng nói lên rằng nếu như biết khai thác lợi thế và không ồ ạt phát triển tự phát theo phong trào thì có thể hạn chế được tình trạng được mùa mất giá. Đây cũng là vấn đề thường gặp của thị trường nông sản. Vâng, đúng là để tránh tình trạng được mùa mất giá thì nông dân cần từ bỏ thói quen canh tác tự phát, sản xuất theo phong trào và ngành nông nghiệp cần cơ cấu lại sản xuất. Hướng đi này không chỉ dành riêng cho khu vực Tây Nguyên mà cả các vùng nông nghiệp trên cả nước, đặc biệt là miền Trung khi mà tình hình thời tiết nắng nóng ngày càng khắc nghiệt. Những ngày này nhiệt độ tại một số địa phương miền Trung có thể lên tới 40 đến 42 độ. Và để hạn chế rủi ro do thời tiết thì chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích hợp tạo đầu ra ổn định cho bà con nông dân được xem là nhiệm vụ cấp bách. Ghi nhận tại Quảng Nam. Đến xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, các vựa dưa hấu bị lũ nhấn chìm hồi cuối tháng 3 vừa qua giờ đã xanh tốt trở lại. Tuy nhiên, trước đây, người dân ở thôn 8 trồng hơn 4 hectare dưa dọc khu vực ven sông Vu Gia, nhưng vụ này chỉ còn chưa đến một nửa. Phần lớn đất trồng dưa đã được chuyển sang trồng các loại rau màu ngắn ngày. Cái vụ này thì chưa lồm lại đâu, lồm nhiều đâu, lồm lại cả hectare dưa. Vì là giống nó không có đâu, tại vì vào khi vừa rồi là giống là bỏ ra là quá nhiều rồi. Mất tráng là không thu được được giống. Sau khi là cái thời tiết xảy ra vừa qua thì người nông dân đấy là thấy là một cái bài học. Thì để sản xuất trong cái vụ đấy thì bà con nông dân cũng lường và cũng có những cái định hướng chứ không phải sản xuất như ồ ạt như cái vụ đông xuân vừa rồi. Ngoài diễn biến thất thường của thời tiết, nông dân luôn phải đối mặt với cảnh được mùa mất giá.
Vì vậy, việc chuyển đổi sang những loại cây trồng có đầu ra ổn định là hướng phát triển tốt cho bà con. Hiện tại, ngành nông nghiệp huyện Đại Lộc đang phối hợp với công ty giống cây trồng miền Nam sản xuất đậu xanh giống DX208. Đây cũng là cây trồng thích hợp trong mùa khô hạn. Tại cánh đồng ở thôn Tăng Hà, xã Đại Lãnh, hầu như năm nào bà con cũng mất mùa do thiếu nước. Nhưng vụ này chuyển sang trồng cây đậu xanh đã đem lại kết quả khả quan khi dự kiến năng suất đậu đạt 150 đến 200 kg một sào. Nhân dân chuyển đổi thì mới lần đầu tiên thì cũng sợ hết. Nhưng mà sau khi cho lồm là đến giờ phút trừ là nhân dân rất là phấn khởi. Hiện nay là đậu phát triển rất là tốt. Hơn 200 hecta thuốc lá là đó một số cái cây trồng và ớt nữa là cây trồng đó là được bao tiêu sản phẩm, thành ra là nhờ những cái sự liên kết đó mà cái đầu ra cho nông sản ở huyện Đại Lộc trong thời gian đây là tương đối ổn định. Vụ hè thu năm nay dự báo hạn hán sẽ kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến diện tích cây trồng. Vì vậy, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam đang đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất, vận động người dân chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng có khả năng chịu hạn cao hoặc giống cây ngắn ngày thu hoạch trước khi lũ đến. Liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ đầu ra cho bà con nông dân trong sản xuất lúa giống, bắp, thuốc lá. Đây được xem là tín hiệu tích cực giúp giảm bớt rủi ro cho nhà nông. Bên cạnh các giải pháp phát huy yếu tố nội lực nhằm phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, chính phủ đã và đang có nhiều chính sách thúc đẩy, khuyến khích đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào khu vực nông nghiệp trong thời gian tới. Từ năm 2010, theo sáng kiến của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đã có 14 công ty đa quốc gia ký bản ghi nhớ với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Và trong thời gian gần đây, ngày càng có nhiều công ty đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu. Với việc thu mua khoảng 30% tổng sản lượng cà phê của Việt Nam từ khoảng 250 đến 300 nghìn tấn một năm, công ty Nestlé Việt Nam là một trong những doanh nghiệp nước ngoài thành công trong việc hợp tác và đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi đã xây dựng một cái cơ chế hợp tác công tư giữa Bộ Nông nghiệp và các công ty. Trong đó thì các công ty có thể tác động trên toàn bộ chuỗi giá trị trên cơ sở hợp tác với Bộ Nông nghiệp để mà phát triển cái nông nghiệp bền vững. Với tiềm năng là nước có ngành nông nghiệp đứng hàng đầu trong khu vực, việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài hiện nay được các chuyên gia đánh giá còn hạn chế. Lý do chủ yếu được đưa ra là ngành sản xuất nông nghiệp nói chung còn manh mún nhỏ lẻ, quỹ đất ít, trung bình mỗi hộ chỉ có khoảng 0,6 hectare. Bên cạnh đó là vấn đề rủi ro vì thời tiết, thị trường hay việc thiếu chính sách canh tác bền vững. Chính vì vậy, để tiếp tục thu hút nguồn vốn này, bên cạnh việc đưa ra chính sách mới về nguồn đất hay cải thiện cơ sở hạ tầng, vấn đề xây dựng đầu mối cũng cần được quan tâm. Đầu tư vào nông nghiệp thì rõ ràng là gặp phải rất nhiều rủi ro, thiên tai, dịch bệnh, thời tiết, thị trường. Thế rồi là cái địa bàn nông nghiệp thì xa xôi khó khăn. Vì thế cho nên là việc đầu tiên ấy, chúng tôi nghĩ là phải xây dựng được một cái hệ thống cơ sở tầng tốt. Nghĩa là trước hết là giao thông, đầu tiên là giao thông. Thế và thủy lợi là phải tương đối thuận lợi. Nước ngoài ấy, muốn đến thì phải có cái đầu mối là các cái kinh tế hợp tác của nông dân. Và thứ hai ấy là ngay bản thân chúng ta phải thu hút được cái doanh nghiệp trong nước vào để doanh nghiệp trong nước có thể liên doanh liên kết với doanh nghiệp nước ngoài, thì như thế mới tạo ra được cái một cái dây chuyền chuỗi giá trị từ sản xuất đến thị trường. Năm 2014, Việt Nam thu hút được 1.152 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài mới và 417 dự án đăng ký tăng vốn, với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đặt mục tiêu nâng tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành lên mức 4,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và 6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Ngày mai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ lên đường tham dự lễ ký chính thức Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu tại Kazakhstan. Sự kiện này đánh dấu một giai đoạn mới trong mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam với Liên bang Nga và các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga và các nhà xuất nhập khẩu Việt Nam tin tưởng rằng đây là cơ hội lớn cho hàng hóa Việt Nam tìm chỗ đứng ở thị trường rộng lớn có hơn 170 triệu dân. Biểu thuế mới với các thủ tục hải quan, thanh toán hàng hóa và quy định kỹ thuật trên thị trường trong Liên minh Kinh tế Á-Âu sẽ được dỡ bỏ ngay sau khi Hiệp định Thương mại Tự do có hiệu lực. Theo đó, ít nhất 80% hàng hóa Việt Nam vào Nga, Belarus và Kazakhstan
sẽ được miễn giảm thuế thay cho mức thuế cao như hiện nay. Hiệp định thương mại tự do nó sẽ tháo gỡ được rất nhiều những cái rào cản, trong đó rào cản về thuế. Đối với một doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa vào thị trường Nga hay thị trường của Liên minh Hải quan ấy, thì khi có cái hiệp định về thương mại tự do ấy, họ sẽ được đặt vào cái vị trí bình đẳng như bất kỳ một doanh nghiệp bản địa nào trong cái việc tiếp cận với cái thị trường nội địa. Nga cam kết sẽ dành mức thuế ưu đãi nhất cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, trong đó có nông sản và thực phẩm chế biến. Cũng như nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang có mặt ở Nga, Hapro kỳ vọng doanh thu xuất khẩu sẽ không chỉ nằm lại ở con số 5 triệu đô la Mỹ một năm như hiện tại, khi có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu sang cả Belarus và Kazakhstan. Các mặt hàng nông sản mà nguyên liệu xuất vào thị trường Nga hiện tại thì cũng phần lớn là thuế suất là không, nhưng mà các mặt hàng thành phẩm thì thuế suất rất là cao, ví dụ như là chè, cà phê là thuế suất nó khoảng xung quanh từ 40-50% chẳng hạn. Tôi cũng hy vọng rằng là khi mà hiệp định được ký kết xong thì thuế suất đối với các cái mặt hàng thành phẩm đấy nó cũng giảm xuống một cách đáng kể, hoặc nếu mà được về không thì lại là một cái thuận lợi lớn cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam. Bộ Công Thương ước tính khi Hiệp định Thương mại Tự do và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực, xuất khẩu từ Việt Nam sang Nga có thể tăng hơn 60%, sang Belarus tăng hơn 4% và sang Kazakhstan tăng 8%. Theo Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, cần phải có sự phối hợp giữa các doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước để xây dựng chiến lược marketing cho các mặt hàng Việt Nam, đặc biệt là hàng chất lượng cao. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu đang mở rộng cửa cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Nga và các nước thành viên. Trung tâm thương mại đa chức năng Hà Nội Moscow và mạng lưới phân phối hàng hóa sẵn có của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga hoàn toàn có thể hỗ trợ cho điều này. Vấn đề còn lại là khả năng cung ứng sản phẩm đạt chuẩn thị trường nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga. Vừa qua, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội đã cho ra mắt một vi mạch chuyên dụng mã hóa video theo chuẩn H.264AVC, tức là chuẩn video có chất lượng có thể chấp nhận được với dung lượng hình ảnh là thấp nhất có thể. Đây là loại vi mạch điện tử cập nhật công nghệ hiện đại và có ứng dụng phổ biến nhất trên thế giới trong thời điểm này, mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp vi mạch Việt Nam. Với mỗi chiếc camera, ngoài cảm biến hình ảnh thì vi mạch xử lý hình ảnh là bộ phận quan trọng không thể thiếu. Công nghệ sản xuất vi mạch hay chip xử lý hình ảnh cho camera nói chung tại Việt Nam hiện chưa được đầu tư đúng mức. Việc lần đầu tiên cho ra đời chip xử lý hình ảnh do chính người Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo là bước tiến lớn của nền công nghệ vi mạch Việt Nam. Chúng tôi cũng bắt đầu ý tưởng là thiết kế các cái bộ mã hóa video từ năm 2009. Và sở dĩ chúng tôi chọn cái hướng này là chúng tôi nhắm tới những cái gì mà ở Việt Nam có thể triển khai ứng dụng được, đặc biệt là trong lĩnh vực về đa phương tiện. Thế thì khi mà chọn vào cái lĩnh vực này, chúng tôi cũng đã chọn ngay vào cái chuẩn mới nhất tại thời điểm hiện đấy, tức là cái chuẩn H.264AVC. Thì đấy là cái chuẩn mà cho phép chúng ta nén cái dữ liệu video với cái hiệu năng rất là cao, với cái chất lượng mà người dùng có thể chấp nhận được, và cái tỷ lệ gọi là dung lượng hình ảnh video là thấp nhất có thể. Chip xử lý hình ảnh do Việt Nam thiết kế và chế tạo mang tên Vengme có thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp, công suất tiêu thụ ít hơn so với các sản phẩm cùng lĩnh vực đang được nghiên cứu và triển khai trên thế giới, đồng thời mở ra hướng làm chủ công nghệ sản xuất điện tử của Việt Nam, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp phụ trợ, giảm thiểu nhập khẩu linh kiện từ nước ngoài. Việc chúng ta sản xuất được thì có rất nhiều cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất là chúng ta làm chủ được công nghệ cao. Cái ý nghĩa thứ hai là nếu sản xuất được những cái mặt hàng thế này, chúng ta có thể giảm được cái nhập siêu về công nghệ và các giải pháp công nghệ. Và thứ ba nữa, khi mà chúng ta làm chủ được những công nghệ cao thế này thì chúng ta có thể thiết kế được những cái linh kiện, những cái thiết bị mà đảm bảo được an ninh quốc phòng và vấn đề bảo mật của quốc gia. Với thiết kế hướng đến các ứng dụng trong hệ thống camera giám sát, các thiết bị di động như điện thoại, máy quay, cũng như trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, việc cho ra đời vi mạch Vengme là bước đầu để Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai các dự án tiếp theo về chế tạo các sản phẩm công nghệ cao. Có thể nói rằng là cái kết quả mà vừa được công bố thì cũng là một trong những cái điều kiện rất quan trọng để cho phép thiết kế và chế tạo các cái camera chuyên dụng mà phục vụ các mục tiêu đặc thù. Đây cũng là một cái điều kiện rất là quan trọng để nhà trường cũng đóng góp vào việc xây dựng các sản phẩm khoa học công nghệ cao
mà quốc gia và theo cái định hướng của Bộ Công nghệ trong giai đoạn 2016-2020. Là thị trường tiềm năng mà Việt Nam có thể hướng tới, việc phát triển nền công nghiệp vi mạch để xuất khẩu cần có sự hỗ trợ và đồng hành từ phía các cơ quan chức năng. Và hơn hết, đó là kỳ vọng sớm đưa ra sản phẩm ứng dụng vào cuộc sống, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ sản xuất chip của thế giới. Sáng nay tại Hà Nội, báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2015 tiềm năng hội nhập, thách thức hòa nhập được công bố. Điểm chính của báo cáo tập trung vào chủ đề hội nhập vì cuối năm nay Việt Nam sẽ gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, có khả năng ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Hiệp định Thương mại Việt Nam EU. Báo cáo chỉ ra các vấn đề mà doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi để hòa nhập kinh tế quốc tế. Báo cáo cũng chỉ ra nhiều nội dung cụ thể như là chính sách tỷ giá của Việt Nam, các hệ thống ngân hàng, thị trường xuất khẩu gạo và dự đoán triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2016 và những năm tiếp theo. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu cũng như những ai quan tâm đến các vấn đề về kinh tế vĩ mô tại Việt Nam. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2015 đã diễn ra tại thành phố Thái Nguyên. Chiến dịch được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trên cả nước từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay. Địa bàn mà các đội hình thanh niên tình nguyện tập trung là các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Bên cạnh chủ đề chung của chiến dịch là tự hào bước dưới cờ đảng. Hoạt động tình nguyện được tổ chức theo từng tháng với các chủ đề Vì đàn em thân yêu vào tháng 6, Đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn vào tháng 7, Theo bước chân những người anh hùng vào tháng 8. Đặc biệt tháng 7 là tháng cao điểm của chiến dịch với các chương trình như tiếp sức mùa thi và chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh. Tối qua, triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2015 đã được khai mạc tại Hà Nội. Đây là sự kiện được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm khuyến khích phong trào hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nhà trường dành cho các em thiếu nhi. Đây là một trong ba tác phẩm đạt giải nhất của triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2015. Với những nét vẽ hồn nhiên, tác giả, họa sĩ nhí Phùng Quỳnh Chi đã miêu tả một cách ngộ nghĩnh và đầy màu sắc hình ảnh em tự tắm và bức tranh như một tấm gương cho các bạn nhỏ. Con tự tắm bố mẹ con dạy con, một hôm xong rồi là bố mẹ con từ từ dẫn con ạ. Cuộc thi này thì giúp cho cháu phát triển kỹ năng cũng như là tham gia các cái cuộc triển lãm này. Thì cháu xem các bức tranh của các bạn thì cháu sẽ học hỏi được rất là nhiều và cái tài năng của cháu ngày một đi tiến lên hơn. Sau gần một tháng phát động, ban tổ chức triển lãm đã nhận được hơn 34.000 bức tranh của các em thiếu nhi trên cả nước. Bên cạnh sự hưởng ứng của những địa phương có phong trào hoạt động mỹ thuật phát triển như là Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Nghệ An, triển lãm năm nay có thêm sự tham gia của các trường phổ thông dân tộc nội trú các tỉnh miền núi và làng trẻ SOS Hải Phòng. Điều này cho thấy bên cạnh việc học tập và trao dồi các kiến thức về khoa học, xã hội, lịch sử, thì bộ môn mỹ thuật đã được quan tâm hơn, trở thành cầu nối giúp các em thiếu nhi thể hiện tình cảm của mình. Giữ gìn tất cả những các cái tình cảm tươi trong, hồn nhiên và bằng cái sự sáng tạo rất là chân thực của các em đã đem lại cho một cái phòng tranh nó rất là đẹp đẽ và nó hướng tới những cái chân thiện mỹ, và tôi cho đó là cái cuối cùng của cái cuộc triển lãm lần này. Đề tài phong phú được thể hiện trên nhiều chất liệu và thu hút đủ lứa tuổi thiếu niên nhi đồng tham gia. Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2015 đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích cho các em. Triển lãm sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 1 tháng 6. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết. Chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube VTV4Go của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.